Thưa quý vị, liên quan đến 5 trường hợp mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Ngãi từng buôn bán ở cảng cá Thọ Quang, ngay trong đêm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo quận Sơn Trà, phường Nại Hiên Đông đã triển khai phong tỏa tạm thời khu dân cư bên cạnh khu vực cảng cá Thọ Quang. Lực lượng chức năng đang giám sát kiểm tra chặt chẽ việc phong tỏa cách ly tại khu vực này. Cụ thể, phường Nại Hiên Đông đã tiến hành phong tỏa mềm tạm thời và thiết lập 6 chốt tại khu vực 2 nhà nghỉ, nơi phát hiện ca F1 và các hộ dân lân cận nằm trên đường Vũng Thùng 6, Vũng Thùng 7, Bình 2, Vũng Thùng 9. Khu vực này cũng đã được khử khuẩn ngay trong đêm qua. Lực lượng phường đã phối hợp với công an phường và biên phòng khu vực giám sát chặt chẽ việc phong tỏa cách ly nơi đây. Theo đó, trong sáng nay ngày 29 tháng 6, khoảng 183 người dân trú tại khu vực này, bao gồm 45 trường hợp ở nhà trọ và 25 hộ dân ở khu vực lân cận đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện nay là lực lượng vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực của hai nhà nghỉ đã được có cái phát hiện có một đến và sẽ tiếp tục duy trì lực lượng đến khi có những cái thông tin mới nhất theo đảm bảo theo đúng cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn của phường và đảm bảo là quản lý được số người ra vào và tại cái khu vực xung quanh cái chốt kiểm dịch. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng thông báo là những ai liên quan đến 5 bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Ngãi này hoặc có đến cảng cá Thọ Quang trong khung giờ từ 22 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2021 đến 2 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2021 thì nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khai báo y tế.